Xin chào các bạn, mình là Huynh Dâu Vlog đây. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách tải một video ở trên Facebook về máy của mình. Mình không phải là chia sẻ cho ai, mà mình thích thì mình tải về mình đăng thôi. Đây mình sẽ vào một cái video nó hay hay các bạn nhé. Mình sẽ truy cập mà đầu tiên thì chúng ta truy cập vào Facebook. Chúng ta thấy một cái video là hay hay, đây 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 mình thấy một cái video khéo léo quá sức tưởng tượng đây, thấy của anh đầu bếp đây, đấy thì chúng ta vào trong đây thì chúng ta ấn vào không thấy chỗ nào để cho tải video các bạn nhé, đấy ở đây thì không không có chỗ cho chúng ta tải video, Và trong khi rất thích video để tải về để đăng lên facebook của mình, hãy chúng ta ấn vào sao chép đường link các bạn nhé, đấy, ấn vào sao chép đường link các bạn nhé, đấy, chúng ta nhớ là ấn vào sao chép đường link. Sau khi sao chép đường link thì chúng ta thoát ra. Chúng ta đi đến một cái trình duyệt là Internet Explorer hoặc là chúng ta có thể đến trình duyệt Chrome tùy tùy chọn nhé. Đấy và vào đây thì chúng ta ấn là M Facebook các bạn nhé. Chúng ta ấn là vào M Facebook. Bạn nào mà chưa đăng nhập ấy thì chúng ta đăng nhập còn như mình mình đăng nhập rồi. Đấy. Đấy sau đó M Facebook thì chúng ta click vào cái chữ M Facebook các bạn nhé. Đấy chúng ta click vào M Facebook sau đó thì chúng ta viết vào đây là một chữ như là như sau M 3 B A 3 nhé 3 xích IC đấy để chúng ta viết đủ 5 chữ như thế Đấy, chúng ta viết 3, 3 xích nhé. Các bạn viết đúng như thế nhé. B, A, S, I, C Đấy. Basic thì có nghĩa là Nó gọi là dịch tiếng Anh ra là, là đơn giản của Facebook Đấy là chúng ta sẽ đến một cái giao diện nó như thế này Thì chúng ta click tiếp vào M facebook com Đấy để lúc nãy là chúng ta đã copy cái đường link rồi các bạn nhé Thì bây giờ dán pass vào thôi Hãy dán vào ra ấn vào tìm kiếm tìm kiếm thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái video khi nãy đấy đấy là cái video của anh khéo tay đấy là chúng ta sẽ click vào cái video này nhé đấy đúng đúng là cái video khi nãy nhé mình thấy cái video này cũng hay <laughs> mình cũng tải về mình đăng facebook của mình luôn <laughs> đấy chúng ta click vào cái video này các bạn nhé Đấy, cái video của các anh đấy chính xác chưa video của các anh thợ khéo tay đấy khéo tay lắm ấy chúng ta ấn vào dấu ba chấm nhưng nó có vật tải xuống thì chúng ta ấn vào tải về thôi Rồi chúng ta ấn vào cái chữ tải về các bạn nhé đấy, đang bắt đầu tải về đấy rồi thế là xong rồi nhé các bạn nhé đấy, rất là tải rất là nhanh thế là chúng ta đã có một cái video để là chúng ta đăng lên uh, Facebook của mình rồi đấy thì bây giờ mình vào mình đóng lại là mình vào uh, trong phần file uh, của bạn nhé đây là cái phần file của mình tải về đây mình cho các bạn xem ngay cái file mình mới tải về đây rồi các bạn làm đúng thao tác như vậy nhé để có được một cái video mà mình uh, thích uh, video nào thì mình tải video đấy mình đăng thôi Đấy, y, y chóc luôn các bạn nhé, thợ khéo tay lắm. Đấy, mình cũng rất thích video này, thế là mình tải mình đăng lên Facebook của mình. Đấy, thế là tạo một thao tác rất đơn giản là chúng ta có video của mình nhé. Đấy, thì các bạn thấy chia sẻ của mình hay thì các bạn nhớ like và đăng ký giùm mình nhé. Đăng ký giùm mình, đăng ký giùm mình nhé.